Thế tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu tóc cho cô gái này nha. Mình sẽ dùng màu cam để tô. Khi đã tô xong màu tóc thì tiếp theo mình sẽ tô màu mắt nha. Mình dùng màu xanh đậm để tô. Sau đó là tô màu da. Xong màu da thì mình sẽ lấy bút màu nước để tô màu môi nha. Tiếp theo là tô màu áo nha. Tiếp theo là màu váy nữa nha. Xanh lá cây để tô găng tay nha. Tiếp theo tay áo thì mình sẽ tô màu tím nha. Xong màu của tay áo thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh này rồi nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình một cô gái tóc cam như thế này. Và sau đây sẽ là video hướng dẫn chi tiết của mình, mà mọi người cùng theo dõi nha.